Xin chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Khôi Ngọng. Và hôm trước ấy thì mình có đặt mua một cái mẫu máy tính bảng mức giá nói chung rất là rẻ thôi, khoảng tầm 1 triệu. Và cái mục đích chính của mình đó chính là mua em nó về để như kiểu đọc truyện tranh, sau đó nói chung là lâu lâu thì lướt web, xem YouTube vân vân. Và sau khi mình nhận cái sản phẩm này về và dùng 2 ngày thì mình thấy rằng thực sự nó có những yếu tố khiến mình bất ngờ. Và chính vậy hôm nay mình đã quyết định làm một cái video để chia sẻ các bạn về những cái trải nghiệm của mình với em máy tính bảng mức giá nó chỉ 1 triệu như này thôi. Và chi tiết hơn ấy thì mình sẽ cùng các bạn nói đến trong video ngày hôm nay nhé. Và mình phải tiết lộ một điều, đó chính là với cái tầm giá chỉ 1 triệu ấy, thực sự nó khiến mình rất bất ngờ. Còn chi tiết hơn, bắt đầu thôi. Và cái em máy tính bảng mình muốn giới thiệu bạn trong video này ấy, đó chính là em Amazon Kindle Fire HD X7. Một cái sản phẩm mà đã ra mắt từ năm 2013 rồi. Và khi mình mua cũ ấy thì mình cũng không kỳ vọng quá là nhiều về ngoại hình cũng như là những tính năng của nó. Tuy nhiên sau khi sử dụng ấy thì mình phát hiện ra những điều thú vị như sau. Đầu tiên đó là về phần ngoại hình đi. Thực tế mà nói thì mình thấy rằng ngoại hình của em này khiến mình bất ngờ ấy. Khi mà chúng ta sẽ có một cái vẻ ngoài nó không xuất sắc quá nhiều. Tất nhiên đây là hàng cũ gọi nhá. Và những cái phần như kiểu mặt lưng cũng như là những phần viền nhựa ấy, nó không bị xước sát quá nhiều, ảnh hưởng xấu đến những cái như kiểu là thiết kế cũng như vẻ ngoài của máy. Và thêm một điểm mình ấn tượng nữa, đó chính là cái phần mặt lưng kính ấy, nó cũng không hề bị xước sát quá nhiều các bạn ạ. Và thực sự mà nói, nếu mà để miêu tả trên mức độ 10 ấy, thì nó sẽ ở mức 9 các bạn ạ. Thực sự xước sát cực kỳ là ít luôn. Nếu mà nói là hàng cũ ấy, thì đây có thể coi là hàng 99% rồi. Cá nhân mình ấy, rất bất ngờ về điều này luôn. Không nghĩ rằng một cái mẫu máy tính bảng từ năm 2013 đến nay mà ngoại hình của nó vẫn ok như vậy. Với mình ấy, thì ngoại hình nó có một phần quan trọng khi mà bạn mua máy tính bảng cũ nhá. Ít ra khi mà chúng ta mua một máy cũ thì nhìn nó đẹp một chút nó vẫn ok hơn đúng không? Nhất là những cái sản phẩm mà như kiểu mức giá rẻ như này. Bởi vì dù sao chúng ta vẫn được chăm chút về phần ngoại hình. Còn nếu mà máy nát quá ấy, thực sự nhìn nó rất là tệ. Và tất nhiên là trong đầu mình cũng nảy ra cái suy nghĩ là liệu đây có phải là hàng họ đã như kiểu sửa chữa hay không, như kiểu thay vỏ chẳng hạn. Nhưng mà mình nghĩ ra một yếu tố, đó chính là với mẫu máy tính bảng mà họ bán 1 triệu sau đó thay vỏ, sau đó là ép kính ở phía trước nhìn cho đẹp hơn, thì liệu họ lãi được bao nhiêu? Thực sự đây là một câu hỏi rất lớn mà mình vẫn băn khoăn những ngày qua. Nhưng mà dù sao đi nữa ấy, đáp án là như nào thì mình vẫn phải khen một điều, đó chính là ngoại hình của em máy tính bảng này rất là đẹp. Điểm thứ hai mình muốn nói đến ở em máy tính bảng này, đó chính là nó sẽ sở hữu màn hình kích thước 7 inch với độ phân giải là Full HD các bạn nhá. Thực sự nói khi các bạn mua một mẫu máy tính bảng cũ hay là mới cũng vậy thôi, trong tầm giá khoảng tầm 1 triệu mốt, dưới 1 triệu rưỡi đi, thì khó lòng mà chúng ta đòi hỏi được cái màn hình kích thước là Full HD. Mình đã dạo qua rất nhiều rồi những cái sản phẩm mặc dù kích thước có màn hình to hơn khoảng tầm 10.1 inch, hay là những màn hình kích thước nó cũng chỉ tương đương là 7 inch thôi, thì cũng hiếm có sản phẩm nào có độ phân giải là màn hình Full HD. Chính vì thế đây là một cái điểm cộng của em Kindle Fire này ở trong cái tầm giá thực sự rất là rẻ khi mà chúng ta đã có một cái màn hình kích thước thứ nhất lớn và thứ hai đó chính là độ phân giải cao. Chính vì thế mà bạn nào hay có những vai trò như kiểu là xem phim hay là xem YouTube ấy, thì các bạn cũng có thể sử dụng cái độ phân giải của nó, đó chính là Full HD. Cá nhân mình ấy thì cũng đã xem những video trên này rồi và mình thấy rằng khả năng hiển thị của nó nếu mà so trong tầm giá thì có thể gọi là ổn. Và bạn nào mà là fan của những cái tựa game hay là xem livestream buổi tối ấy, thường ở trên như kiểu Facebook hay là trên YouTube được hạn, thì đây sẽ là một sự chọn tuyệt vời dành cho các bạn. Nó cho một kích thước màn hình vừa phải, là không to quá cho bạn cầm tay hơi mỏi, hay là không bé quá để cho bạn khó nhìn hay là nheo mắt thì mới có thể cảm nhận được, mà nó ở một kích thước màn hình có thể gọi là vừa phải đi, 7 inch. Và quan trọng độ phân giải của nó sẽ là Full HD chứ thay vì là những cái độ phân giải HD như kiểu những mẫu máy khác. Và với một em máy tính bảng đã cổ như này thì chúng ta sẽ phải chấp nhận một số điều ở phần màn hình. Thứ nhất đó chính là nhìn nó sẽ hơi vàng một chút, và thứ hai đó chính là hai cái phần viền của nó sẽ có hiện tượng hơi ám tím một chút. Tuy nhiên với bản thân mình là một người có nhu cầu chính đó chính là đọc truyện tranh cũng như là xem YouTube thôi, thì mình thấy rằng những cái vấn đề như kiểu vàng màn hình hay là phần viền nó tím ấy, mình không bị ảnh hưởng quá nhiều, cũng như là những cái trải nghiệm của mình ấy nó không bị ảnh hưởng quá nhiều như kiểu là nhức mắt hay mà mắt gì cả. Và trong 2 ngày qua mình trải nghiệm cái mẫu máy tính bảng này thì mình thấy rằng nó ok. Những cái vấn đề này là những vấn đề tồn tại chúng ta có thể nhìn thấy, nhưng mà nó không ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm của mình, nhất là khi mức giá nó đã quá rẻ rồi. Và tất nhiên là bạn nào mà đang có nhu cầu như mình ấy cũng muốn tìm một cái mẫu máy tính bảng mức giá nó rẻ này, sau đó là vẫn sẽ có một màn hình kích thước lớn và độ phân giải thì cũng phải tốt. Ví dụ em này chẳng hạn, độ phân giải Full HD thì bạn có thể tham khảo đường link mình để bên dưới phần mô tả nhá. Và theo mình nghĩ nếu bạn nào đang mua thì tốt nhất là chúng ta lên nhanh chân lên, bởi vì sắp tới sẽ là ngày 9/9, mọi người sẽ đổ xô đi mua hàng. Mặc dù sản phẩm nó sẽ có mức giá ok hơn, tuy nhiên theo mình nghĩ là không chắc là sản phẩm nó sẽ còn tồn tại lúc đó, bởi vì sẽ rất nhiều người mua trước đấy rồi. Và đặc biệt là sau khi mà xem xong video này, đảm bảo rất nhiều bạn cũng sẽ click vào đường link mình để bên dưới phần mô tả để mua nhá. Và quan trọng hơn ấy, nhớ nhá, sắp tới có ngày 9/9
Shopee sale cứ gọi ầm ầm. Mình thì đặt rất nhiều mua, ví dụ như chiếc thẻ nhớ các bạn đang xem chẳng hạn. À nhập, chiếc thẻ nhớ mình vừa mua để quay video này cho bạn xem. Tất nhiên cấu hình cũng là một trong những điều mà rất nhiều bạn sẽ quan tâm khi mua một cái mẫu máy tính bảng cũ, bởi vì cấu hình nó ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm bạn. Và theo mình nghĩ thì cấu hình của em này sẽ không có làm các bạn quá bất ngờ đâu. Thứ nhất, nó được trang bị một chip đó chính là Snapdragon 800, một chip nói chung đã khá là cổ rồi. Tiếp theo đó chính là 2GB RAM và bộ nhớ trong là 16GB. Tất nhiên ở thời điểm hiện tại mà máy này chạy ROM gốc ấy thì cấu hình này nó khó đáp ứng những nhu cầu sử dụng bạn. Tuy nhiên, một điểm lợi thế của em máy tính bảng Kindle Fire này đó chính là nó đã được áp một phiên bản ROM khác, cụ thể là iOS 14.1. Và với phiên bản ROM này, thứ nhất các bạn sẽ có một cái trải nghiệm nó mượt mà hơn. Khi ở bản ROM nó sẽ chỉ tầm 400MB thôi, nó vừa đỡ tốn bộ nhớ cũng như là mang lại những trải nghiệm theo mình đánh giá là mượt mà. Các bạn có thể xem cái video mình đã test đấy nha. Thực sự những cái thao tác, những cái hiệu ứng chuyển cảnh của nó rất là ok. Nếu mà so sánh những tầm giá này ấy, mà với những mẫu máy tính bảng chạy giao diện gốc như kiểu của Samsung, của Acer ấy, thực sự nó lag hơn rất là nhiều. Và cái việc app ROM ấy sẽ mang lại cho chúng ta những lợi thế, ví dụ như các bạn có thể tải những app nó mới hơn, nó đòi hỏi những phiên bản Android cao, cũng như là các bạn sẽ có một số tính năng của những phiên bản Android. Và điều quan trọng nhất đó chính là chúng ta sẽ có một cái giao diện mượt mà, thậm chí cả những cái tính năng mới xuất hiện và được cập nhật cho những cái mẫu máy Android đời mới, ví dụ như tính năng chia sẻ nearby share thì nó cũng đã được update trên cái mẫu máy này rồi. Đây là một cái điều mình thực sự rất là bất ngờ khi mà cầm mẫu máy tính bảng luôn. Không nghĩ rằng là một cái mẫu máy tính nó chỉ có tầm 1 triệu thôi, nhưng mà chúng ta sẽ có một cái giao diện mượt mà, cũng như là có những tính năng mà vẫn phải update đến tận bây giờ. Và đó chính là tính năng nearby share. Và tất nhiên với việc các bạn sử dụng một cái phiên bản ROM không phải chính chủ ấy thì nó cũng sẽ có một số vấn đề nhất định. Và trong cái thời gian mình sử dụng cái mẫu máy này thì mình cũng phát hiện ra đó chính là cái cụm camera selfie của nó. Khi mà bạn sử dụng camera gốc thì các bạn selfie chụp ảnh xong nó sẽ không lưu được và sẽ bị đít ra ngoài. Tuy nhiên cái vấn đề này thì mình cũng đã khắc phục được rồi. Đó chính là mình sẽ sử dụng một cái bản ứng dụng khác, ứng dụng camera của bên thứ ba, ví dụ như là B612 chẳng hạn. Chúng ta hoàn toàn có thể selfie cũng như là chụp ảnh cái bình thường. Và những cái tính năng khác, ví dụ như kiểu là các bạn video call chẳng hạn, hay là chúng ta Zalo call với người khác, chúng ta gọi video call thì nó sẽ không bị ảnh hưởng các bạn nhá. Chỉ có cái ứng dụng camera chính thôi. Đây có thể là do cái ứng dụng camera đấy nó không tương thích với máy. Còn những ứng dụng khác theo mình thấy vẫn rất bình thường các bạn ạ. Vậy nên bạn nào mà muốn mua cái mẫu máy tính bảng này cho bố mẹ, phụ huynh để đọc báo hay để video call với con cái gọi điện ở xa ấy, thì theo mình nghĩ là đây vẫn là, sẽ là một cái sản phẩm khá phù hợp cho các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ quay lại nói một chút về phần cấu hình nhá. Sau khi mà đã nói xong cái phần mềm rồi, với con chip Snapdragon 800 ấy thì nếu mà bạn chạy một phiên bản ROM gốc ấy, theo mình nghĩ là khó đáp ứng được cái nhu cầu như kiểu lướt Facebook hàng ngày. Tuy nhiên sau khi up ROM xong rồi, mình khá là bất ngờ nhá, thực sự bất ngờ luôn. Khi mà mình test với cái tựa game Liên Quân ấy thì nó vẫn sẽ cho đều ở cái mức đó chính là 30fps. Tất nhiên là trong những cái đợt comeback của mình, nó vẫn sẽ có những trường hợp tụt xuống khoảng tầm 26-27. Và mình đã thậm chí là dùng phần mềm test để quay lại màn hình cho bạn xem đây. Và bạn thấy rằng nó chạy rất đều ở mức 30 đúng không? Tất nhiên là sẽ có một số đoạn gập ghềnh rồi, nhưng mà không bị tụt quá nhiều hay tụt sâu xuống mức chỉ có khoảng tầm là 22-23 trên 19fps như kiểu một số cái mẫu máy khác mình đã từng test rồi. Còn thực sự mà nói, yếu tố test game của em này, và phải thực sự mà nói thì cái khả năng chơi game của em này với cái tựa game Liên Quân Mobile mình test rồi khiến mình bất ngờ với những độ trải nghiệm của nó rất là mượt luôn. Và cái yếu tố cuối cùng mình muốn nói đến đây đó chính là viên pin của nó. Mặc dù chỉ có viên pin là 4500mAh thôi, tuy nhiên qua 2 ngày sử dụng thì mình thấy rằng với nhu cầu của mình nhá, nhu cầu của mình thôi chứ còn nhu cầu bạn ấy thì mình chưa biết được, đó chính là nhu cầu của mình lướt web này, sau đó lướt Facebook và đọc truyện tranh và xem YouTube đấy, thì mình có thể dùng thoải mái 1 ngày thậm chí là 2 ngày với máy tính bảng này. Thực tế mà nói, một ngày mình chỉ mất khoảng tầm 55% thôi, và đến buổi tối thì mình vẫn còn khoảng tầm 45% mình mới cắm sạc pin. Tất nhiên rồi, với nhu cầu cơ bản như kiểu là đọc báo, xem phim, lướt web, nó không tốn quá nhiều dung lượng pin. Và viên pin 4500mAh ấy, mặc dù con chip đã cũ nhưng mà theo mình thấy là vẫn đáp ứng khá đầy đủ nhu cầu sử dụng của mình. Và theo mình thấy loa ngoài em này nói chung là vừa đủ để nghe thôi, không quá là to, trong phòng 15m2 thì các bạn vừa đủ nghe, chứ khó mà đến những không gian rộng hơn thì chúng ta gọi là hơi bé một tí, còn phòng 15m2 thì theo mình nghĩ là vừa đủ ấy. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ bạn về em máy tính bảng mức giá 1 triệu Amazon Kindle Fire XHD 7. Thực sự mà nói thì mình rất là bất ngờ với những gì nó mang lại tới phần màn hình cũng như là ngoại hình, pin hay là đến khả năng chơi game của nó. Mình không nghĩ rằng một cái mẫu máy tính bảng tầm giá chỉ khoảng tầm 1 triệu nó có thể đáp ứng những điều đó. Chưa kể là đây là một cái mẫu máy tính bảng cũ nhá. Đấy, nói chung là thực sự bất ngờ. Và tất nhiên rồi, nếu bạn nào muốn mua cái máy tính bảng Kindle Fire đấy
thì có thể tham khảo đường link mình để bên dưới phần mô tả. Và đừng quên một điều, đó chính là sắp tới ngày 9 tháng 9 Shopee sẽ sale cực kỳ nhiều, chính thế mà các bạn hãy cố, nói chung là cay những đợt sale khoảng tầm nửa đêm hay là khoảng tầm 9 giờ sáng, 11 giờ trưa hay là 12 giờ đấy, mà cay mua những cái món đồ như kiểu sạc dự phòng, thẻ nhớ mình cũng đã mua rất nhiều rồi, đang đợi hàng về. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Nhớ bấm like cũng như là subscribe của Khuôn Gạo nhé. Bye bye.